Công an tỉnh Vĩnh Long vừa xử lý một đối tượng ngụ tại địa phương đã đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và xúc phạm đến uy tín của lực lượng công an trên mạng xã hội. Trước đó, thông qua công tác kiểm soát trên không gian mạng, lực lượng công an đã phát hiện tài khoản Facebook Giao Nguyên đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc về công tác phòng chống dịch COVID-19 và xúc phạm đến uy tín của lực lượng công an. Bài viết đã thu hút nhiều lượt xem và tham gia bình luận. Qua điều tra, lực lượng công an đã xác định được Nguyễn Hữu Giáo, trú phường Trung Thuận, thị xã Bình Minh là chủ tài khoản Facebook trên nên mời về cơ quan để làm việc. Tại cơ quan công an, Giáo thừa nhận hành vi sai phạm, gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm. Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.